Rồi, hello chào tất cả anh em nha. Hôm nay cửa hàng 50 cơ tính nhân mới về thêm con 418 Thái Lan nha anh em. Chi tiết nha, để chi tiết máy ha. Lâu lắm mới có được mấy con 4018 Thái Lan anh em ơi, lâu lắm mới gặp lại. Hôm bữa cũng bán con mà con Việt Nam, con kia 300 mấy chục giờ anh em, con này 500 mấy này. Con này nó ba máy anh em, bích tông nó 87 ly nha. Hành trình cái dên của nó tắt lấy hai anh em, tắt lấy hai, tắt lấy ba, gần tắt lấy ba. Cậu kỳ khổ gáo sạch sẽ anh em, bánh bọng đồ gai còn vuông lắm nha, đầu gai nè, máy này còn mới lắm. Xin anh em. Yên bọng nó chưa gắt đâu. Yên mới tình. Yên như năm 18. Đây. Về nó. Gai vỏ nó còn cao lắm nha anh em. Xe nó mới chạy mấy trăm giờ rồi, nhưng còn mới lắm nha anh em. Bọng này ghi nguyên xin anh em. Thấy không? Vừa chưa dở anh em. Vừa đùi đâu chưa dở đâu nha. Cái đít này đùi nó được treo anh em ơi. Bởi vì nó nhẹ đít lắm. Thấy không? Nhẹ đít. Như năm 18 vậy, đi lầy đồ nó dễ đi lắm nha, đi lầy nó dễ đi. Kiếm bọng rồi dây chằng ta sách đồ kim xuyên nha, chằng nữa ta sách thì mua anh em, mua mình tặng cho anh em cái ta sách nha. Gầm nó cao lắm, gầm nó tới 3 tấc rưỡi anh em, gần 4 tấc, đi lầy nó thoải mái. Đi lầy nó như năm 18 như 4,5 anh em. Đi lầy nó dễ đi lắm. Nó ít coi bị lầy. Con này nó động cơ nó vào máy. Vào máy đẹp. Có một khách đang coi chiếc này anh em ơi, tại vì mình quay à, mình quay video mình quay à. Quay đang lên mạng cho anh em, nào cần thì nhanh tay, chỉ còn chậm tay thì không còn nữa anh em. Cái máy này giờ hiếm lắm anh em, máy đẹp lắm, lâu lâu mới có về chiếc đẹp chứ phải về liên tục luôn anh em. Con này tấn 3, nặng tấn 3 nha, chưa tạ luôn á, tạ luôn là tấn 3 anh em ơi. Quay nhìn gì là thấy gầm mình đó, anh em cứ gầm mình đó, nó cao cái nào thấy không? Gầm nó cao, đi lầy lội đâu dễ, đùi nó được treo anh em. Nó nặng cái đầu nó nhẹ đít tí. Đi lầy lội đâu này kia nó thoải mái. Kiến bình phải không? Đa số máy Thái này kiến nó nằm bên phải luôn, ngồi. Nó không giống máy Việt Nam anh em. Việt Nam mình kiến nằm bên trái luôn. Máy Thái này. Nó thiết kế xíu xới ngoài trước anh em. Nó khác năm 18 nè, năm 18 thì nằm sau cái cần bên này nè. Còn nó thiết kế nằm đây nè. Cũng tiện cho anh em lắm. Vô xíu xới ngoài kia. Ok.
Còn cầu thì đây, cầu cái này nó khác của cái năm 18 là chậm chờ lẹ ngoài trước anh em, chậm ngoài sau nha. Còn của năm 18 là chậm là ngoài trước lẹ ngoài sau, nó khác năm 18, nhưng mà nó đồng tốc anh em, nó đồng tốc năm 18 em dễ xài lắm, tới lui gì cũng được, để số 1 tới lui bình thường, khỏi cần phải chuyển số số sang số với anh em. Rồi cho anh em nghe tiếng động cơ này. Này chạy được 507 mấy giờ anh em ơi. Kéo nhẹ ghe lên nha anh em. Để anh chặt bên cho anh em xem. Ga tay là lên rồi. Đúng không? Ga tay là bên lên. Đó. Chú sấy. Trong nhà thì còn con này với con ngồi trước anh em ơi. Còn con 518. Còn con 440 với con 50 anh em ơi. Hai con nữa là hết hàng. Rồi. Anh em nào cần chi tiết thì liên hệ số hỏi trên bảng nha. Đấy. Quốc lộ 80 nha. Ấp số 8 xã Tân Kiên, Đắk Kiên Giang nha.